Chào tất cả anh em. Thì ở những cái video trước tôi đã giới thiệu đến cho anh em những cái mẫu kính được nhập khẩu từ Mỹ rồi. Ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu đến cho anh em một cái mẫu kính nhìn xuyên lá bài được nhập khẩu từ Hàn anh em nhé. Thì cái mẫu kính này thì về cái giá thành của nó sẽ rẻ hơn những cái mẫu kính được nhập khẩu từ Mỹ. Thế nhưng ngay bây giờ đây tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em, review đến cho anh em về cái chất lượng để cho anh em thấy được vì sao anh em vẫn nên sử dụng cái mẫu kính này anh em nhé. Thì đầu tiên anh em có thể nhìn thấy đây, về cái hộp của nó thì được làm bằng nhôm. Về cái mẫu mã bên trong đây anh em có thể nhìn thấy, đây là cái lọ đựng mắt kính. Thì cái mắt kính của nó sẽ được làm bằng màu tím anh em nhé. Anh em có thể nhìn đây, cái mặt kính của nó sẽ là màu tím. Nhiều anh em sẽ hỏi tôi thì cái mắt kính này màu tím thì khi anh em đeo lên mắt nó có thể đối phương có thể phát hiện được ra hay không. Tôi cũng xin trả lời luôn, khi anh em mà đeo vào mắt thì nó là trong suốt, đối phương ngồi sát bên cạnh anh em cũng không thể nào phát hiện được ra anh em nhé. Còn bây giờ tôi xin được đi vào test thử cái mắt kính này để cho anh em thấy được về cái chất lượng, về cái hình ảnh của nó có thay đổi hay không, anh em vẫn nên sử dụng cái sản phẩm này không anh em nhé. Thế bây giờ tôi cũng đeo như những lần trước, tôi cũng đeo vào cái camera này. Thì đây là cái mắt kính của nó, tôi sẽ đeo vào cái cam. Thì tôi cũng đã nói rất là nhiều rồi, khi mà tôi đeo vào cam thì nó sẽ không thể nào bằng khi anh em đeo vào mắt anh em nhé. Anh em đeo vào mắt thì nó là 100% rồi, thì như là anh em nhìn vào mắt thường, bằng mắt thường luôn. Thì đây, vừa rồi tôi đã đeo vào rồi, còn bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em thấy được cái độ sắc nét của nó. Đây là con di này, di cơ anh em nhá, di cơ này anh em thấy chưa, mặt kính này vừa bong một chút này. Tôi đeo lại cho anh em. Đây, tôi vừa đeo lại cái mắt kính rồi. Đây, con quy cơ anh em nhá, rất là sắc nét. Quy cơ này. Con hai này, hai tép này, hai bích anh em nhá. Vừa rồi thì tôi không để ý đến cái đánh dấu của nó này, đánh dấu về chất của nó, tôi đã đọc nhầm mất hai tép. Thì bây giờ anh em thông cảm tôi, từ bây giờ đi thì không thể nào mà nhầm lẫn được nữa. Đây là con 10 rô anh em nhé. Đây là con 6 rô này. Vừa rồi tôi đã cầm tay tôi che chắn mất, thì anh em thông cảm cho tôi, che chắn mất cái chỗ đọc chất quy rô anh em nhé. Có thể nhìn thấy luôn này, quy rô này. Đây này, con 9 tép này, anh em có thể nhìn thấy được cam lại bong ra rồi. Đeo vào cam rất khó khăn anh em nhé. Đây, anh em nhìn thấy con 4 rô này, lộn ngược này, các tư thế này đều có thể nhìn thấy này, 4 rô này, hình ảnh rất sắc nét. Đây, con 5 cơ, anh em thấy chưa, 7 này, con 7 này anh em, 7 bích nhá, bích này. Đây là con át tép, không thể nào mà nhầm lẫn được nữa này. Từ bây giờ đi là không thể nào nhầm lẫn nữa. 5 rô đọc này, 20 lá đun 5 bích này. Đây anh em, 5 tép này, em thấy chưa. Vừa rồi tôi đã test thử rất là nhiều cái lá bài rồi, để anh em thấy được là cái độ xanh chín ở đây. Tất cả nhá đều là công nghệ này, vừa rồi tôi đã sử dụng này cho anh em thấy được này, tất cả rồi nhá. Thì anh em nào muốn tin tưởng sử dụng sản phẩm bên chúng tôi thì anh em gọi đến hotline 0948037979. Anh em nào ở miền Nam, anh em đến bến xe miền Đông, anh em nào ở miền Bắc, anh em đến bến xe Mỹ Đình. Còn về sản phẩm, về bài, bên chúng tôi đã cập nhật rất là nhiều những cái mẫu bài giống như cửa hàng tạp hóa để anh em có thể là sử dụng,
anh em mang vào sòng và sới có thể sử dụng giống hệt như ngoài quán anh em nha. Còn bài thì phải đi theo kính rồi, nhưng anh em nào mà muốn làm như cái mẫu mã mà anh em yêu cầu, ví dụ như anh em ở nước ngoài muốn làm theo cái mẫu nước ngoài, anh em có thể là gửi hình ảnh về cho chúng tôi sẽ làm đúng như cái mẫu mã của anh em. Thì vừa rồi tôi đã nói tất cả cho anh em rồi về cách sử dụng này, giá thành này tôi cũng đã nói này, nó có rẻ hơn là hai cái mẫu cũ này, hai cái mẫu của Mỹ anh em nhá. Anh em nào đặt hàng anh em gọi hotline 0973 7979. Hai cơ sở tôi cũng vừa nói rồi, anh em nào ở xa thì anh em không đến được này, tôi sẽ gửi hàng trực tiếp đến cho anh em. Anh em không cần phải đi đến tận nơi nữa, anh em chỉ cần ở nhà anh em gọi điện thoại đến cho chúng tôi, alo là có anh em nhé. Rồi, rất cảm ơn anh em đã xem video, chào tạm biệt anh em.